rượu thuốc ngâm ba kích là loại đồ uống ngon bổ dành cho nam giới, giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tuy nhiên không phải ai cũng biết những bài rượu ba kích đó để ngâm cho chuẩn và có tác dụng tốt nhất. Trong bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những bài thuốc rượu ba kích tốt nhất giúp bổ thận tráng dương, các bạn có thể tham khảo nhé. Ba kích khô ngâm rượu. Tìm hiểu về ba kích. Ba kích hay còn có tên gọi dây rùa cạ, chậu phóng xì Quảng Ninh, ba kích Thiên Trung Quốc. Tên khoa học Medicinal Indian Mulberry, Anh. Cây thuộc họ cà phê Rubiaceae. Mô tả hình ảnh cây ba kích. Ba kích là loại cây thân thảo, thân leo, cây sống lâu năm. Thân cây khi non màu tím, cây có nhiều lông ngắn. Lá cây ba kích màu xanh lục, khi già lá có màu trắng mốc. Mọc đối xứng nhau, hình mác hoặc bầu dục thuôn nhọn, dài khoảng 6-14cm, rộng 2.5-6cm. Hoa mọc thành cụm, tán ở đầu. Hoa lúc còn non màu trắng, sau lớn dần chuyển sang màu hơi vàng, tập trung mọc thành tán ở đầu cành. Đài hoa hình chén hoặc ống, gồm những lá đài nhỏ phát triển không đều. Tràng hoa chính liền ở phía dưới. Mùa hoa tháng 5-6, đậu quả tháng 7-10. Quả có hình cầu, khi chín chuyển màu đỏ. Tìm hiểu về ba kích. Hình ảnh nhận dạng cây ba kích. Công dụng của ba kích với sức khỏe. Dược liệu ba kích tím từ xa xưa được biết đến với rất nhiều công dụng khác nhau, nhưng không phải ai cũng biết hoặc không biết rõ từng công dụng như thế nào. Công dụng đầu tiên ai cũng biết khi nhắc đến ba kích đó là giúp điều trị, tăng cường sinh lý cho quý ông, tăng sức dẻo dai, hỗ trợ tương cải thiện hoạt động sinh dục, cũng như điều trị vô sinh cho những nam giới có trạng thái vô sinh tương đối và suy nhược thể lực. Những người già đau lưng, mỏi gối, mắc bệnh phong thấp, tay chân hay bị lạnh, sử dụng củ ba kích tím giúp cải thiện rõ rệt tình trạng đau lưng mỏi gối, đánh bay triệu chứng phong thấp đau nhức, tay chân bị lạnh. Người ta còn sử dụng ba kích trong hỗ trợ điều trị thận dương hư rất hiệu quả. Với trường hợp huyết áp cao, sử dụng ba kích giúp lưu thông huyết áp, ổn định đường huyết. Phụ nữ mắc chứng tử cung lạnh, đau bụng dưới, giảm nhanh triệu chứng mất ngủ và chứng lãnh cảm, sử dụng củ ba kích tím sẽ cải thiện tình hình. Xem thêm, tác dụng tuyệt vời cẩu ba kích, cây thuốc quý. Những bài thuốc rượu ba kích giúp bổ thận tráng dương. 1. Ba kích thiên tử. Nguyên liệu: ba kích, 18 giờ ngưu tất, 18 giờ đương quy, 20 giờ khương hoạt, 27 tiêu, 2 giờ thạch học, 18 giờ sinh khương, 27. Rượu trắng ngon 40-45, 2 lít chế biến, tất cả các vị thuốc giả nát và cho vào bình, bỏ thêm 2 lít rượu vào ngâm trong 7 ngày. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 15-20ml. Tác dụng bài rượu ba kích: bổ thận, tráng dương, hoạt huyết, thông kinh, mạnh gân cốt. Trị bụng ứ kết, bụng đau cho lạnh, lưng đau, gối mỏi, hai chân yếu, khớp xương đau, vọt bẻ, thận hư, liệt dương. 2. Châm hoắc huyết đằng tử. Nguyên liệu: ba kích, 30 cây huyết đằng, 30 châm dương hoắc, 30 đường phèn, 60 rượu, 1 lít chế biến. Các vị thuốc trên đem rửa sạch để ráo nước rồi cho vào bình, đổ lượng rượu đã chuẩn bị và vàng ngâm trong 7 ngày. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 chén nhỏ. Tác dụng bài rượu ba kích: bổ thận, cường dương, làm mạnh gân xương, trị phong thấp, đau lưng, đau thắt lưng, thận suy. Ba kích thiên, phúc bồn tử, thỏ ti tử. Ngâm rượu. Nguyên liệu: ba kích, 15 giờ phúc bồn tử, 15 giờ thỏ ti tử, 15 giờ rượu gạo, 250ml. Chế biến: đem các nguyên liệu trên rửa sạch, cho ba kích thiên, phúc bồn tử, thỏ ti tử vào ngâm trong 250ml rượu trắng, sau 7 ngày có thể dùng được. Tác dụng bài thuốc rượu ba kích: chữa thận hư gây ra di tinh, hoặc tinh lưng gối yếu mỏi, lạnh đau. 4. Tắc kè, ba kích, hà thủ ô, thuộc địa ngâm rượu. Chuẩn bị ba kích, 100 cờ tắc kè, 50 hà thủ ô, 100 cờ hoàng tinh hoặc thuộc địa, 100 cờ đại hồi, 10 giờ đường kính, 100 cờ. Chế biến: tắc kè ngâm với đại hồi trong rượu 350 để được 300ml. Các dược liệu khác cũng ngâm với nhau, thêm 100 cờ đường kính đã nấu thành siro để thành 1 lít. Lọc kỹ, ngày uống 1 tháng 2 lần, mỗi lần 15-20ml sau bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ.
tác dụng bài thuốc, chữa yếu sinh lý ở nam giới. Năm kỵ cốt điều nguyên tử, nguyên liệu ba kích bỏ lõi, 90, câu kỵ tử, 90 cam cốt hoa, 90 nhục thung dung, 90. Chế biến, các vị thuốc tán thành bột, đem ngâm với 7 lít rượu trong 7 ngày. Sử dụng, ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 đến 2 ly nhỏ, lúc đói. Tham khảo, rượu ba kích tím có tác dụng gì với sức khỏe? Cách ngâm rượu ba kích chuẩn, tại nhà tác dụng bài rượu ba kích điều hòa nguyên khí, làm sáng mắt, thông nhĩ, cường tráng thân thể. Trị cân xương đau nhức, gối đau, hạ nguyên hư lạnh. Trên đây là những bài thuốc về rượu ba kích. Nếu cần tư vấn và tìm hiểu về các loại cây dược liệu, cũng như công dụng và cách sử dụng, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Hoặc bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về củ ba kích và liên hệ trực tuyến qua Thuốc Nam Online để được giải đáp và tư vấn. Hoặc nếu bạn muốn dùng cao ba kích an toàn, tin cậy chất lượng, các bạn có thể tìm mua qua Thuốc Nam Online để có thể dùng cao ba kích chất lượng tốt nhất. Let's Block Us. Bye.